Hello, xin chào anh em. Bữa nay review chiếc xe SH Ý cho anh em xem. Thì thông thường thì mình hay quay tàu thuyền cho anh em xem. Nhưng mà ngoài cái niềm đam mê tàu thuyền thì mình có cái niềm đam mê là xe máy nha anh em. Rất là đam mê xe luôn. Hello, thì thời gian sắp tới mình sẽ trang bị một cái mic gọi là mic không dây á. Mình sẽ quay về bản thân mình luôn cho anh em xem, bởi vì hiện tại là mình chưa trang bị cái mic đó nó khá mắc tiền, nó nằm tầm khoảng 6 triệu đó. Thì mình sẽ review về những chiếc xe của mình và cũng về mọi thứ trong sinh hoạt cuộc sống cho anh em, để anh em thấy mình bản thân của mình như thế nào ha. Bởi vì mình quay gần cả trăm video, chưa có một cái đoạn nào mình quay giờ mình cho anh em xem được hết. Bởi vì nếu mà đặt cái camera ở đằng xe á, mà quay cho cái bản thân mình á, thì cái giọng mình nói vô trong điện thoại hoặc là trong camera nó rất là nhỏ, cho nên là mình chờ khi nào mình trang bị một cái mic cái chất lượng âm thanh đủ tốt thì mình mới quay cho anh em xem. Còn bây giờ mình chỉ quay tập trung về cái phần nội dung giống như hôm nay anh em xem thôi. Mình tập trung quay nội dung cho tốt để đáp ứng yêu cầu cho anh em. Đây, vợ mình đi chợ chạy chiếc xe E-Thai 10 đi chợ về. Vợ mình đi xe con, mình lại đi xe ghe. Thì sắp tới mình sẽ review về xe, về đồ ăn ẩm thực của hai vợ chồng mình nấu cho anh em xem ha. Mình sẽ đi quay về các cái cảnh hoặc về du lịch, về con người, về vùng đất và văn hóa nữa. Ê, vợ mình á, lấy khẩu trang ra xem thử em. Hello bé yêu, bé yêu, trong những cái khoảng thời gian sắp tới mình sẽ review một vài chiếc xe máy của mình, một vài chiếc xe máy của mình, cộng thêm cũng nói những cái điều sơ qua và những cái kinh nghiệm mà mình đã từng biết trong cái quá trình chơi xe. Nói chung là những cái kinh nghiệm nhỏ bé thôi, có thể là chia sẻ lên kênh YouTube của mình cho anh em xem. Đây, SH Ý nha anh em. Rồi những cái clip tiếp theo mình sẽ phân biệt SH Ý và SH Việt Nam, và SH Việt Nam lên vỏ SH Ý thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ khác như thế nào, và cái SH Ý khi chúng ta vận hành thì nó chạy thì nó có những cái điều gì khác so với chiếc SH Việt Nam. Bởi vì cái giá nó trên là tới gấp đôi hoặc là gấp 3 lần tiền so với một chiếc xe SH Việt Nam, cho nên là mình sẽ có những cái bài viết tiếp theo để cho quý anh chị chúng ta nắm được. Đây, con trai của mình đó. Nó thấy dắt xe ra là nó tưởng đâu đi đâu là nó bám trên xe mép. Đây, xe của mình là tới mấy tháng rồi không đi nha anh em. Mình lấy con tay mình kéo khoét là bụi nè. Đó. Bụi trên con tay từ lưa luôn nè. Đây. Kéo khoét là trên con tay là bụi không. Đó. Xe bỏ mấy tháng hầu như không đi anh em ơi. Đây, trên màn hình đồng hồ đó nè anh em. Đó, lâu ra là nó sáng luôn nè. Ghi được chữ bố về luôn nè. Đó. Xe bỏ bụi đất không à. Đó. Chứ bình thường không phải chiếc xe nó ngầu vậy. Đó anh em, lâu lấy tay lâu là bụi không? Chỗ này không bụi. Đó, sáng nay dắt ra úi chiếc xe lắm, ít đi lắm. Sáng nay dắt ra chưa đi nhưng mà bụi quá trời bụi không? Lâu lâu lấy đi uống cà phê rồi vậy thôi. Nè anh em, lấy một ngón tay lâu ở trên xe mà bụi kinh khủng luôn.
Đó, thì cũng nói cho anh em biết về ngoài những cái đam mê về đánh bắt, đam mê về tàu thuyền, thì đặc biệt rất cái đam mê về xe. Thời gian mà rảnh rỗi là hầu như là chỉ đi uống cà phê rồi ngắm xe thôi, trẻ làm gì. Đây, lấy con tay lau lau bụi nè anh em. Đó. Hầu như là xe không đi nha anh em, xe này ở nhà cho vợ là chất đồ với con, nó lấy về cái đồ chơi của nó, đồ chơi xe máy ô tô của nó chất chồng lên, nó chất chồng lên giống như là cái cỡ gác đồ ấy, anh em, xe cái gần 200 triệu làm cỡ gác đồ luôn. Đây, dơ con dơ, đem bỏ lại xe chưa lâu mà xe dơ lắm. À, chỗ xe chưa lâu sốt sấy bê dắt rê rửa mà. À, anh em biết chơi xe thì nếu mà anh em nào từ trong kênh của YouTube của mình mà chơi xe thì thích nhất là tự cái bản thân mình là chăm sóc chiếc xe như rửa nè, lau chùi nè. À, bữa nay là mình chỉ quay một cái video này là tổng quan về chiếc xe, nói một vài điều sơ qua về cái niềm đam mê xe của mình. Trong những cái video sắp tới, mình sẽ làm những cái video về so sánh giữa xe này xe kia và những cái cách mà làm cho chiếc xe gọi là chạy nó bốc và nó êm mượt hơn. Đây anh em, lau bụi nè. Đó, lau bụi cho xe rồi. Xe không đi anh em, hầu như là không có đi gì hết, kể hoài tháng trời không đi là chuyện bình thường. Còn một hai chiếc xe khác là chủ yếu đi mấy chiếc xe kia nhiều. Đó, xe hiện tại quay anh em thấy mới bóng không, nhưng mà xe này là chưa lau nha anh em, nếu mà lau ra là nó ken nữa. Đấy, rất đẹp. SHI màu đỏ bạc đô, rất đẹp, bản số của Phú Yên luôn nha anh em. 39 gánh lại 68, thần tài gánh lộc phát. Nếu ông bốn này làm cho chính giữa không tính là thần tài gánh lộc phát, phát lộc gì đó. Xe rất đẹp. Mình quay mình nói sơ qua về cái niềm đam mê xe của mình cho anh em xem. Bởi vì cái kênh này á, thì cũng không hẳn là một cái kênh quay về tàu thuyền, quay về tàu thuyền để phục vụ cho kế nhân ai hay là một tập thể nào, mà đây là một cái kênh đại loại giống như là một cái kênh của mình. Mình quay về cuộc sống đi làm, quay về những cái đam mê, những cái sinh hoạt hàng ngày của mình cho anh em xem.